Chào mừng các bạn trở lại với kênh Sáng Tốt Bụng. Hôm nay mình sẽ đi ăn bánh chuối An Giang. Bánh chuối An Giang mới xuất hiện ở Hà Nội nhưng mà thấy rất là đông luôn. Anh giờ hối em nữa. Dạ. Giờ hối em bánh. Giờ hối em, giờ cả em. Vâng. Giờ hối em. Em một pha là bẹp dí ra nhỉ. Chấp nhận mức khuôn để cái ghế. Mức khuôn để cái ghế cho nó cài. Chứ anh bảo bây giờ thái cả miếng thì em trăm cái như một. Thầy phết nhỉ. Mấy tháng nay tự nhiên lại mọc ra ở đâu đâu cũng bánh chuối An Giang. Mới mọc đây đấy. Đúng, nhiều. Đi đường nào chả có. Đấy, lật lên. Lật cho em cái vừa nổi lên. Cái này à? Cái vừa nổi đằng dưới. Lật cốt vào xuống. Và có cái nước bánh. À, đây đây đúng rồi. Lật cốt vào xuống. Nếu mà cứ lật là nước bánh ấy. Vâng. Chậu dầu. Không ngon thế này làm sao mà được cái bánh này em? Không, không nhận. Cô thấy chưa, cháu mở hàng thì mua nào. Ít dầu là không ăn thua. Ít dầu là nó cháy hết. Phải đủ. Cái này là cháu còn ít dầu. Vậy mà kim minh sử. Bột này là có những gì ạ? Hơi chụp loại này. Vâng, biết là sẵn là ở trong này rồi, bây giờ chỉ có mỗi ép chuối vào là xong. Thì mình đảo về nhà rồi. Vâng. Đấy. Gói gói, gói móc quả chuối ra gói vào đây. Ép. Bếp ra. Gần xong rồi. Là cho lên khuôn này. Gần xong rồi. Tưới tưới lên là dí ra kia. Rồi, vâng. Cũng hay phết. Rồi, đầu tiên là bóc chuối. Trong gói 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 vào đây đúng không? Gập hai phát vào. Ép. Xong. Mà một quả là nó cũng vừa đến đấy nhỉ? Vừa ghê. Một quả là nó vừa khuôn. Tưới bột lên một ít. Cũng một quả là vừa khuôn. Bây giờ ta cho vào cuộn. Vào cuộn. Tiếp tục tưới lên. Vừa thấy ngon đấy. Cái này nó chỉ vừa khuôn này thôi, ép một quả nó chỉ vừa khuôn này. Vâng. Miết cho nó đều mà. Cuộc không lẫn lại. Anh chị ơi, ăn luôn em, ăn đi đây. Để em cứ nhá. Vâng, cứ bán. Anh cứ quay đi, anh để em, để em. Đó, ngon lành thành đạo. Cái này cho vào bây giờ phải đảo lên luôn hả chị? Cho thẳng vào luôn đấy. À không, đảo luôn đấy. Lật úp luôn, đó. Ôi em cho cái túi thôi, chứ không nó ăn một vòng vàng. Không có em sợ nó dây ra rồi, nếu cầm, nó cầm lắm. Rồi thì cho em cái kia luôn chưa? Anh quay đi tìm nữa xong em hút cái này. Rồi. Chín là còn lên luôn, ngon lành. Công cụ rất đơn giản. Đã được chén rồi các bạn ạ, ngon phết.
Đấy, anh là ăn ngon không quay lại mua này. Giới thiệu cho chị tí. Đây em ăn được nửa cái. Không, mua thêm 8 cái nữa đây, đang làm quý lên. Mua 8 cái không về phải không? Vâng. Đấy em ăn đây lần đầu tiên là em thấy ngon. Bây giờ em quay lại. Dạ. Vì bây giờ có gì quay lại đây thì quay lại mua. Nhà anh ở xa à? Em người cách đây 30 cây, hơn 30 cây. Ôi. À thế á, đi chở hàng qua đây gì anh? Vâng. Em ngày nào cũng qua đây. Sơn Tây thì mấy người qua đây hôm qua em trong hà Sơn Tây ăn một cái thì phải mua 10 cái không kịp. Ui, thế giống mình, ăn một cái đây em mua thêm 8 cái nữa. Sơn Tây già đấy tầm 60 tuổi. Gần như lúc nào em tiền làm qua lúc nào cũng phải quay lại. Đúng. Em lấy mà. Căn bản ngon thì mình kiểu nhớ. Lúc nào đi qua đây hôm nào quên cầm tiền thì phải vào mới mua rồi. Không, nhiều khi em đi lấy hàng đấy không phải cần dùng tiền. Chắc là ai đi đường như kiểu mình đi xa ấy, thế nên là trong túi mình cũng nào tiền đi. Hòa hoạn lắm thì em quên với cả nhà thì. Với lại em nghĩ là với cả dán vừa vừa thôi chị ạ. Vâng. Đừng cho nó cái cứng cứng quá ấy. Không đó. Cứng thôi nha, anh yên tâm, kể cả rán giò thì anh cứ về tới nhà ăn mà nó cứ mềm. Thế bánh thì em anh không phải đâu. Vâng. Cái đấy, cái phải cái đấy, đấy kiểu tầm như kia là vừa kìa. Còn nếu mà sậm quá là em sợ là nó khô ấy. Không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 cái nữa. Miên. Bắt đầu. Hơi quá nhỉ? Hơi vàng quá. Em cháy lắm. Sao? Vẫn kịp vớt. Ngon lành cành đào, lá chìm xuống. Nó để em vớt cái này. Thế thôi. Đấy, 3 cái rồi. Không, em ăn ấy thôi. Ăn tay tái thôi. Để sang bên này cho nó được. Tốt. Mà kia, cứ giỏ. Má ơi kìa. Về đi thì lấy cháu mang xuống cho. À, cô ấy là cô bắn mũ nhỉ? Vâng. Em lại tưởng là cô bắn đây thôi. Cái này là đủ của em rồi. Thoải mái, ngày bán độ 300-400 cái là ngon lành. 300-400 cái mà một mình em đổ thì có 3. 300-400 cái thì buồn gì? Mình đổ thì có 3. Cái này em ăn thế đâu. Ăn thì mình chưa được đâu anh, cho nên chưa được à? Đấy, cho mặt đấy. Có được cái được rồi nhưng mà nó không có độ giòn. Ăn vừa cái gì em ăn cũng vừa chín tới đâu. Cái này là vừa hết. Rồi. Nhìn cái màu bánh thì hết, còn có cái con kia thì cái giòn. Cái ngoài cùng cái gì? Cái mặt đấy. Cái ngoài cùng vẫn hơi vàng vàng đi. Đây em này sở thích nó lại. Thôi, thế này thôi. Tùy anh thôi. Cái này là họ bán khuôn à? Khuôn. Kiểu như ở những quyền em bán để sản xuất khuôn bán không? Công thức pha chế. Anh biết nguyên nhân sao bánh mít không? Dạ. Em có biết nguyên nhân sao mà bánh mít không? Nó bị sao? Nứt á? Nứt cái này.
như này, đợi như đây đi. Là mình cho lửa nó nhỏ quá. Nhỏ quá. Nó phải đều lửa nó chứ. Em tưởng là nóng quá chứ, to quá chứ, to quá kiểu đó. Nếu mà to quá thì đổ vào phát chín ngay. À. Cái này nó lại thế, nhưng mà ăn nó lại sống. Mình cho lửa vừa vừa là nó. Ừ. Đi nói. Sắp được rồi. Đã được 5 cái rồi. 6, 7, 8. Cái này là cái sau cùng. Ở trong nó phồng ra là nó căng chuối. Căng quá. Trong là chuối. Nó căng chuối. Quá là nó ấy đấy chứ. Chuối nó sẽ phồng anh ạ. Dạ. Tưởng là cái bột nở trong không, cái bột kia. Không cần bột nở luôn. Chỉ cần chuối nó phồng. Ừ, vâng. Bột nở anh bảo là bọn em ăn cho bột nở là nó xèo lên. Cái nắng này nó xèo lên mà nó cái bột à nó bột nở như kiểu như hấp đấy nhỉ. Bột nở như kiểu bánh bao các thứ ở cái này nó chiên, hấp, cái bột chiên này không cần. Rán này thì cứ kệ nó không phồng. Cái đồ chiên này mình không cần bột nở. Đứng đảo đảo nóng phết đấy. Sắp được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.